cả nhà quay trở lại với kênh của Chích Chè Bông nha. Cả nhà ơi, hôm nay nhân dịp quay trở về vườn ngay chỗ cơ sở 2 á, thì em cũng muốn quay để giới thiệu với chúng ta một cái số loại mai ghép cả nhà. Thì bên em giới thiệu với chúng ta là hiện tại bên Chích Chè Bông thì nó có 4 cái trung tâm ha. Ngay chỗ Chích Chè là đóng hàng nè, Chích Chè 1 là ngay chỗ nhân hàng để giới thiệu, ngay chỗ Chích Chè 2 là để cung cấp Tết đó. Rồi đây cả nhà nè, cái này để giới thiệu cung cấp Tết nè. Đó, một số cái cây thì gốc rất là to nha. Đó cả nhà nhìn ha. Rồi cũng có một số cây gốc quái, gốc nhỏ thì giá tầm từ 500 cho đến khoảng vài triệu cũng có ha. Đó, đây là một cái khung, bên đây là mai gốc bứng nha. Đó. Rồi, tiếp tục hàng bên đây là hàng mai tự sáng gốc nhớt đây. Đó cả nhà, em nhân giống ra cũng được tầm khoảng vài ngàn cây ha. Đó, rồi hàng bên đây là hàng cúc hoa hồng thanh tú nè. Đó, cúc hoa hồng thanh tú nha. Rồi cái hàng bên kia, bên xa xa bên kia đó cả nhà, đó chính là các cái cây mà cây giống mà bên em để lấy cái bo để ghép vào những cái cây này. Cho nên cả nhà yên tâm, tất cả đều đã test mặt hoa hết rồi nha. Rồi và bên đây nữa nè cả nhà ơi. Rồi, hàng bên đây là hàng mai giống nè. Đó, cả nhà thấy ha. À, cái quy trình là tự làm, tự nhân giống, tự sản xuất, cho nên cả nhà yên tâm về chất lượng nè, rồi về giá cả ha, không qua một trung gian nào hết nha cả nhà. Hàng bên đây là hàng mai giống nè, hàng mai giống ha. Còn bên kia là cái hồ nước mà để chúng em trữ nước ngọt á, sợ trong cái quá trình mà nó bị nước mặn á cả nhà. Cho nên là chúng em đã chuẩn bị rất là sẵn sàng hết rồi. Cho nên cả nhà hãy nhanh tay bấm đăng ký kênh của vườn mai nhà em nha. Và hãy cho em một like nha cả nhà. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt.